Xin sư chia sẻ về cuộc đời ngài Rahula và ngài đã tạo phước gì để được sanh ra làm con của Đức Phật và có mẹ là bà Yasodhara. Thì ngài Rahula đó ở trong kinh thì chỉ mô tả là cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài trong một cái buổi ngài gặp Đức Thế Tôn đó, và ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, thì lần đó, đó Thế Tôn ngài không thuyết pháp mà ngài để cho một vị tỷ kheo khác lên thuyết pháp, mà vị tỷ kheo đó thì có cái hình tướng y chang Đức Thế Tôn. Thì vị này quá hoan hỷ thì mới hỏi những người xung quanh vị này là vị nào, thì người ta nói vị này á là con của ngài khi mà Đức Thế Tôn chưa có xuất gia đó. Thì vị này hoan hỷ quá mới xin thỉnh Đức Thế Tôn là con xin được tra tăng liên tục 7 ngày. Thì sau khi mà vị này chuẩn bị tra tăng đầy đủ những vật phẩm thượng hạng đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn, đến ngày cuối cùng ngày thứ bảy đó, thì vị này mới nguyện dưới chân Đức Thế Tôn vào thời điểm đó, nguyện là mong cho con đời sau con sẽ được làm con của một vị chánh đẳng giác vị lai. Và Đức Phật khi đó đó ngài thấy là cái điều ước nguyện này sẽ được thành tựu, cho nên là ngài mới xác nhận là sau 100.000 đại kiếp nữa thì vị này sẽ trở thành con của một vị Bồ Tát tên là Sĩ Đạt Đa đó, và sau này sẽ xuất gia trở thành vị Phật hiệu Gotama. Đương nhiên trong dòng sanh tử luân hồi thì vị này luôn luôn là người trợ duyên cho Bồ Tát để vun bồi các ba la mật, bao gồm cả việc trở thành người hy sinh để cho Bồ Tát bố thí cả vợ lẫn con. Như là trong trường hợp mà Bồ Tát đi ngang đi qua như là một cái vực á, thì có một con dạ xoa nó xin Bồ Tát để bố thí con cho con của ngài cho nó, thì ngài mới cho con của mình cho dạ xoa. Thì dạ xoa ăn thịt con của ngài ngay trước mắt. Thì để mà trở thành một vị là con của một vị Phật vị lai đó, thì vị ấy phải có khả năng hy sinh và giúp đỡ cho Bồ Tát để vun bồi hoàn thiện các ba la mật. Rồi ở trong kinh thì chỉ đơn giản mô tả là khi mà ngài được 7 tuổi thì Đức Thế Tôn về tế độ dòng tộc Thích Ca, và ở trên lâu đài đó thì mẹ của ngài là bà Yasodhara mới bảo với ngài là hãy đi đến và xin tài sản mà cha để lại. Thì khi mà ngài đi đến, ngài gặp Đức Thế Tôn thì ngài nói là bạch Thế Tôn, thì con đứng nhờ dưới bóng mát của ngài, con cảm thấy nó còn mát mẻ hơn là đứng dưới cái tán cây. Và mẹ của con nói là xin ngài lúc mà xuất gia đó thì chưa có trao tài sản, thì bây giờ xin ngài cho con cái tài sản của ngài. Thì Đức Thế Tôn mới suy nghĩ là như vậy ta nên cho con tài sản xuất gia. Thế là Đức Thế Tôn mới cho người để ngài cạo đầu đắp y, và Đức Thế Tôn làm lễ xuất gia cho ngài Rahula.
Sau đó thì Đức Thế Tôn dạy dỗ Ngài Rahula, giáo giới, ở trong đó quý vị có những bài kinh như là giáo giới Rahula đó. Và Ngài Rahula thì mặc dù Ngài là con của một vị Phật, nhưng mà Ngài vẫn tu hành rất là đàng hoàng. Thường mỗi một ngày Ngài sẽ bốc một cái nắm cát, Ngài vung lên trời và Ngài nguyện là ngày hôm nay ta sẽ học được nhiều như cái nắm cát này vậy. Cho nên Ngài được Đức Thế Tôn xác nhận là đệ nhất hiếu học. Ngài là đệ nhất hiếu học, chứ không phải như phiên bản Bắc truyền là đệ nhất mật hạnh. Đó. Rồi thiên hạ ta không hiểu mật hạnh là cái gì, thành ra có người bắt đầu là giải thích mật hạnh, mật dụ, hú hồn. Thì Ngài là đệ nhất hiếu học. Rồi cũng có lần ấy, ở trong luật là Ngài phải ngủ ở trong toilet, tại vì chư tăng là ở đầy khóc hết rồi. Ngài không có dám ở, Ngài lúc bấy giờ Ngài là sa di, Ngài không có dám ở chung với tỷ kheo, cho nên là Ngài phải ngủ trong toilet. Quý vị thấy thương không? Sa di nha, sa di nít 7 tuổi ngủ trong toilet. Mà cái này là con của ai? Con của đứng giáo chủ á. Thì Đức Thế Tôn Ngài gõ cửa, Ngài biết chứ không phải không biết. Ngài gõ cửa, Ngài hỏi thì vị Ngài Rahula, Ngài mới nói dạ có người. Ngài hỏi ai đó, nói dạ con Rahula. Ngài hỏi tại sao ở trong đó, nói dạ tại vì bây giờ có hết chỗ ngủ rồi, con phải ngủ trong toilet. Thì từ đó Đức Thế Tôn quy định là vị tỷ kheo á thì có thể ở với người không phải tỷ kheo tối đa là không quá 3 ngày. Tức là tới cái đêm thứ 3 đó là đi ra chỗ khác, nhưng mà trước đó thì được phép ở chung phòng. Và Ngài Rahula thì Ngài viên tịch Niết Bàn á, sớm, chứ Ngài không có Niết Bàn trễ. Ngài Niết Bàn sớm. Mà cái vấn đề nó vui như thế này, Ngài Rahula thì khi Ngài chuẩn bị Niết Bàn, Ngài nghĩ là nếu mà Ngài Niết Bàn ở cõi trời á, thì sẽ lợi ích hơn, bởi vì chư thiên biết Ngài. Còn ở cõi người á, thì nó không lợi ích bằng. Cho nên là Ngài viên tịch ở cõi trời, và xá lợi của Ngài được thờ ở cõi trời. Vậy mà không hiểu ngày nay người ta đã email lên cõi trời, hoặc là chat như thế nào đó, chích chat sao, họ liên hệ được cõi trời, họ đem cái xá lợi của Ngài, họ đem về đây được họ thờ, không biết chuyển phát nhanh cái đơn vị nào họ nhận vận chuyển từ chảnh về, không biết. Đó. Thành ra quý vị đi một số nơi thấy là xá lợi của Ngài Rahula hú hồn. Nếu gặp thì nhớ hỏi cái đơn vị chuyển phát nhanh nào nhận cái đó.